À, cô chú anh chị, thì mấy chú thợ cũng đã nghỉ hết rồi. Thì hai anh em cũng giống như là chuẩn bị đi đâu nè, đội nón lá này kia quá trời cái thao nữa. Ơi anh Trung, Chú bữa nay mình đi đâu vậy? Mấy chú thợ nghỉ hết rồi. đấy mỏ ốc luộc hai với anh em nè À, anh đây hai Viện bữa á. Thì sáng giờ anh Viện có tiếp không? tiếp chứ Tiếp hả? bây giờ ngày thợ ngày hết rồi bây giờ tới hai anh em này để mỏ ốc Mỏ ốc ha. Rồi cũng giống như là người ta cũng bán đồ ăn xong mình không mua. mua đâu có mua mua không kịp người ta đi hết rồi À, giờ này là hết ai bán hả? giờ này hết rồi bây giờ hai anh em này để mỏ ốc Mà ốc lại hả? Lâu rồi không ăn hay gì? hả Lâu rồi không ăn ốc hả? Nhớ ốc hay gì? lâu rồi lâu rồi Hả? lâu rồi Lâu rồi bây hả? giờ bây giờ để mỏ ốc luộc chấm cớ mẹ Lúc này ốc á, có điện thoại cho mình không? điện thoại ốc này có quên số điện thoại rồi Điện thoại mất tiêu nó trong nước ấy, không có quên rồi Rồi. bây giờ đây một lần nữa nè ốc thì lớn hiện hiện tại giờ ốc ốc lớn hết chưa? Chắc lớn hết rồi anh là người nuôi ốc không? Nuôi nuôi 2 cây số xong này là xong của anh xong gì? Xong của tôi xong của anh Trung ha. Là nuôi ốc là ốc gì? Ốc đăng không à? Ốc đăng không hả? Bây giờ cho nên là chiều nay hai anh em cũng phụ xong là mấy chú thợ cũng đã nghỉ. Thì với giờ lại của chú anh chị không có mua đồ ăn kịp á, tại vì đây là trong vùng nông thôn thì cho nên là không có mua đồ ăn. Thì mỗi lần mà muốn mua đồ ăn đó là phải chạy xe ra ngoài. Đúng rồi. Đó. Thì anh Trung thì cũng có tiền để mua đồ ăn, không phải là không có cô chú anh chị. Nhưng mà giấc này thì anh Trung cũng giống như là hai anh em tiết kiệm phần nào đỡ phần đó hay sao? Đúng rồi. Thôi bây vậy giờ nước hơi sập xuống rồi. Nước hồi sáng nước nhỏ nước cạn rồi. Còn sáng sớm nước lên á, mình xuống không được, mình móc nước cho thợ làm. Thì giờ này thì nước cũng cạn thì nước cạn thì nếu mà mình mò đủ ăn ốc nhiều thì mình mò khoảng mấy 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 tiếng chắc cự 2 tiếng 1 tiếng vậy đó. À, 1 tiếng 2 tiếng là đủ mình không? Mình mò đó chuẩn bị cho thợ ngày hôm qua nó nghỉ rồi. Mình đóng cửa cho mình á. Làm cho thợ ăn một lần thôi. Thôi vậy hai anh em đi mò đi anh Viền. Chào bà con cô bác ơi. Chào bà con cô bác. Nãy giờ là không có chào bà con cô bác nha anh Viền ha. Chưa chào. Rồi. Xin chào bà con cô bác. Mò ốc nha. Xong rồi chiều chắc lạnh lắm á đúng rồi con ơi. Vừa tắm nước luôn. Vừa tắm nước luôn ha. Đúng rồi. Giấc này. Rồi, hai anh em xuống mò đi ha. Nè cả nhà. Đây. Có ốc không? Mẹ. Ốc đó. Ủa, ốc ở dưới bọc vậy đó hả? Ủa anh Trung nuôi để bọc vậy đó anh Trung. Có vụ nuôi để bọc nữa hả cả nhà? Bự bự quá ha. Ủa cả nhà nuôi để tàu dừa nữa hả anh Trung? Ốc nuôi nè. Trước khi anh xuống mò ốc sao anh không điện hỏi hỏi ốc là ở đâu lớn lớn là nhiều? Quên điện thoại ốc á. Điện thoại chìm xuống nước để không được. Không biết sao nữa. Có tiền thì không mua đồ ăn đâu, không tranh thủ để mua đồ ăn đâu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy chú thợ nghỉ hết rồi không có đồ ăn. Đi kiếm ốc. Đâu? Đâu? Nhóc
Nhiều lắm hả? Cỡ mấy hột? Cỡ 30 hột. Ôi ôi. Nhiều quá à. Chết ngưng chúng vậy đó, quên nó lâu quá. Lâu quá hả? Lâu quá. Nó súng lại lần cỡ 20-30 hột rồi á hả? Ơi, qua đây ra anh Chu. Coi miếng này ơi. Chú Chu. Chú coi có không? Không có rồi. Không có rồi. Không có rồi. Có miếng này nữa. Nè. Có nè. Ở dưới nhà anh Chu ơi, nhóc luôn anh Chu. Lâu rồi ha, anh Trung với anh Viền không xuống mỏ ốc ha. Nghỉ lâu lắm rồi, cỡ tháng nữa. Tháng mấy hả? Cỡ mà tháng à. Nó quên mình á. Quên mình hả? Quá trời rồi. Quá trời ha. Xin hộp ăn chơi thôi. Nó ọc con nó mới khổng. Lớn nhỏ có hết nè. Có hết. Mình nhỏ ăn hơn ngon bự á, bự coi chân. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì cũng vớt hai lá dừa này cũng gần đủ ha cả nhà. Gần đủ rồi. Đó, còn nhóc luôn nè. Dạ. Yeah. Ôi, anh Trung ơi. Đây nè. À. Đó, lấy cái thao qua đây nè. Anh Trung. Dạ. Yeah. Đại luôn nè. Anh đi. Ồ, ở dưới nhóc kìa đâu anh Viện. Ồ. Anh Bình thấy không? Thấy. Ồ. Dở lên là nhiều vậy luôn á hả? Bắt ốc cũng dễ quá ha. Dạ. Lá dừa. Ừ. Dính theo lá dừa. Dễ quá. Nó đeo theo lá dừa cô chú anh chị. Này cho nên là mới dễ bắt vậy đó. Chứ mình mò biết chừng nào mà có ha cô chú anh chị. Nhà cái sông này cạn à cô chú anh chị ơi. Nước cạn á mới vậy bác á. Nước cạn hả? Anh Trung ơi, ba bắt đi đi anh Trung. Ồ. Anh Trung ơi. Mình dở lên vậy nó có gớt không? Không. Bắt từ từ. Bắt từ từ ha. À, mình điện thoại cho nó mình gớt á. Điện thoại cho ốc à, đừng gớt à. Có vụ này nữa ở nhà. Đây. Đây cái nhà lúc trước á, khi mà Bình không có ghi hình á, là cái nghề nghiệp của anh Trung với anh Viền á, là như vậy nè. À, đem đi bán rồi xong cái được 20-30 ngàn đó, mua sữa cho bé Peru, con của anh Trung uống đó cả nhà. Rồi sau khi mà Bình lại ghi hình á, thì anh Trung cũng đã nghỉ mò ốc bắt cua gần một tháng rồi cả nhà. Thì bữa nay là mới xuống trở lại với lý do là người ta bán đồ ăn nhiều, nhưng mà anh Trung thì không có mua á cả nhà. Mua không kịp á. Ở giữa. Rồi bắt đầu hai anh em đi tiếp tục ha cả nhà. Ôi có tép bạc đó sao mình không mua? Hả? Mua để dùng cơm đi. Ừ. Tép bạc kìa. Còn mình ở phun nước mà nên khỏi nó lớn. Ốc ăn đại hả? Lâu rồi cũng nhớ phải không? Ừ. À, cũng lớn nha cả nhà. Bắt đầu hai anh em đi tiếp tục ha. Xin chào bà con cô bác á. Đi mò ốc nữa rồi. Này là mình dở bằng cây không à cả nhà ơi. Khi mà nó bám theo những cái nhánh cây á, tàu dừa đồ đó cả nhà. Đúng rồi.
Tới đâu? Ba đâu rồi? Ba con đâu rồi? Ba con đang mò ốc ở đây nè. Đây, cô chú anh chị. Ba Peru nè, đang bên đây nè. Đó, đang ở dưới sông nè. Tắm luôn hả? Hai anh em tắm luôn. Mình đang ngồi ở trên ghe á, quá trời lắc luôn rồi cả nhà. Rồi anh Trung sao rồi, đủ ăn chưa? Đâu? Đâu? Đâu cho bà con cô bác coi coi, mình đủ chưa? Đó bự bự không kìa. Sao vậy? Lâu quá mới mò một lần. Lâu rồi mình không mò hay gì? Đó. À, trời ơi, mò có xíu đi nữa hả? Này cỡ 1 kg rồi. Đúng rồi. Trời ơi, lớn lớn vậy hả? Anh có cho nó ăn cơm không? Ăn cơm á, mò ăn cơm á. Thì giống như nhiêu đây là mình bán được bao nhiêu tiền? Này chắc là 15 ngàn à. 15 ngàn thôi ha. Rồi bây giờ 15 ngàn này anh đem lên này mình tính chế biến món gì hả anh Trung? Luộc. Luộc hả? Có chấm nước mắm. Với ớt. Yeah, là dùm bây giờ mình hai anh em mình dễ ăn lắm. À là đủ rồi hả? Dễ ha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ anh Trung thì cũng đã mò ốc xong rồi cả nhà. Thì mời cả nhà cùng lên để cho anh Trung nấu một bữa cơm đạp bạc với ốc ha. Ốc luộc rồi giống như mình muốn chà cho nó sạch, chà sao? Đúng rồi. Chà sạch luôn ha. Mình không có ngâm gì hả trước khi mình luộc? Mình đạp bãi là tỏi vậy đó. À. Luộc thôi không? Có thơm không vậy đó, nó thơm thơm. Dạ. Ta thấy không? Trắng nhấp luôn ha. Sạch sẽ rồi, không phải là trắng đâu chứ này, sạch rồi ha. Mình không coi dở đâu, phải cho lẩm cho sạch sẽ một chút đi. Rồi, bây giờ hai anh em lên đi ha. Rửa sạch sẽ rồi. Rồi. Nghe thêm lần nữa đó. Rồi sạch rồi nè cả nhà. Đây. Rất là ngon luôn. Ốc đắng này lớn lớn không nè cả nhà. Đây. Quá trời lớn luôn nha. Quá trời lớn luôn cả nhà. Nè, con nào con nấy biết nói chuyện luôn nè cô chú anh chị. Nè, bự luôn nè. Người ta múa người ta múa mà người ta thẻm mà nữa, bự bự không à. Còn nhà ăn thì nhỏ nhỏ này nè. Thì bự có trứng á. Có trứng mình ăn không ngon. Mình ăn nhỏ nhỏ này nè. Không ngon. Dạ. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà lên để anh Trung luộc làm ẩm thực ha. Rồi, cảm ơn anh Viện ha, đã tiếp anh Trung mò ốc, hai anh em dùng cơm đi ha. Dạ. Mấy anh Trung ơi, rửa thêm lần nữa.